Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách thức chúng ta scale up cái việc kinh doanh của chúng ta bán áo thun bra trên các nền tảng e-commerce eBay, Amazon, Shopify, Custom Cards, Wang, Nilo, Facebook, Dreamers và vân vân và vân vân. Tức là cái cách bán áo thun ở đây là chúng ta kết hợp chủ yếu là cái bộ ba là eBay, Amazon, Shopify và Custom Cards nha các bạn. Lý do chúng ta bán trên eBay và Amazon, như các bạn biết eBay và Amazon là hai cái nền tảng e-commerce với lượng truy cập đứng hàng thứ hai và thứ nhất trên thế giới. Thứ nhất là Amazon và thứ hai là eBay. Theo Similarweb thì chúng ta có thể biết cái lượng truy cập hàng ngày của khách hàng chủ yếu là người Mỹ vào Amazon ở Mỹ là trên 1 tỷ lượt truy cập, 1 tỷ 6 gì đó, và eBay là dao động khoảng 600 triệu tới 900 triệu người truy cập một tháng. Và Shopify cũng là một cái nền tảng kết nối giữa eBay, Amazon và Custom Card cũng như là một số các cái nền tảng e-commerce khác. Scale up ở đây có nghĩa là chúng ta nhân bản, chúng ta tối ưu hóa lợi nhuận, tức là chúng ta có chiến thuật, chiến lược để sau khi chúng ta đã thành công với một bộ ba cái tài khoản eBay, Amazon, Shopify và Custom Card thì chúng ta lập ra các cái cụm tài khoản eBay, Amazon, Shopify và Custom Card thứ hai, thứ ba và thứ N. Và đồng thời chúng ta có thể chạy trên một cái máy tính với những cái bộ ba các cái tài khoản đó, hoặc là chúng ta sử dụng nhiều máy tính khác nhau. Ở đây cái vấn đề bảo mật và vấn đề VPS được đặt ra, tức là chúng ta có thể mướn thuê VPS trên Vulture.com nha các bạn. Vulture.com, cái từ Vulture.com là như thế này, mình sẽ đánh ở đây, chúng ta sẽ thuê VPS và có nhiều nơi thuê thì chúng ta có thể thuê trên Vulture.com, tức là chúng ta sẽ sử dụng cái máy tính của chúng ta trên cái IP của các quốc gia mà có cái độ trust, cái độ tín nhiệm cao trên trường quốc tế về vấn đề kinh doanh online, như là IP của Singapore, của Nhật, của Anh, Pháp, Đức, Ý, Mỹ, Bỉ, Đan Mạch. Và thuê VPS thì cũng rất là rẻ các bạn, vài đô một tháng tùy theo cái cấu hình mà chúng ta cần. Và đối với việc kinh doanh online chúng ta chỉ cần khoảng trên dưới 5 đô một tháng. Vậy tóm lại là chúng ta có thể sử dụng một máy tính và chúng ta sẽ cài đặt các cái trình duyệt khác nhau nhé các bạn. Tức là chúng ta có thể trên một máy tính chúng ta có thể cài đặt trình duyệt Google, Cốc, Opera, Explorer, vân vân. Và trong một cái trình duyệt đó, trong từng cái trình duyệt đó, chúng ta bỏ vào đó một bộ ba eBay, Amazon, Shopify và Custom Card, là một bộ ba chúng ta kết hợp với nhau để chúng ta list out, chúng ta post cái design lên và chúng ta bán. Chúng ta list cái design là trên Custom Card, sau đó chúng ta sẽ đồng bộ qua Shopify và từ Shopify chúng ta sẽ xuất ra eBay, Amazon, Wanilo trên Facebook, Instagram, vân vân và vân vân. Lý do là Shopify là cái trung tâm, trong đó ta tích hợp, ta kết hợp các cái nền tảng e-commerce lớn trên thế giới rồi các bạn. Và cái vấn đề chúng ta đang đề cập ở đây nó ở cái level là bán áo thun ở level ở thứ 5, là cái level cao nhất. Nếu các bạn chưa tiếp cận hoặc là chưa tìm hiểu về cái cách bán áo này thì có thể các bạn không hiểu, nhưng ở đây mình nói và chia sẻ với các bạn đã từng ít nhất á, là đã setup được một cái tài khoản eBay, Amazon, Shopify và Custom Card rồi. Và nếu các bạn muốn nhân bản, muốn gia tăng cái lợi nhuận của mình thì chúng ta sẽ gia tăng cái số lượng tài khoản eBay, Amazon, Shopify và Custom Card lên.
Và lúc bây giờ chúng ta sẽ quản lý những cái cụm tài khoản eBay, Amazon, Shopify và Custom Card đó trên một máy tính, với điều kiện là chúng ta sẽ cài đặt các trình duyệt khác nhau trên máy tính, hoặc là chúng ta có thể sử dụng nhiều máy tính. Đó là lý do mà bạn thấy các bạn làm YouTube cũng như là một số các cái cách kiếm tiền online khác, bạn thấy các bạn đó sử dụng rất là nhiều máy tính khác nhau và rất là nhiều trình duyệt khác nhau. Và đây là vấn đề thủ thuật nhé các bạn. Và cái lý do sâu xa là ở Việt Nam chúng ta có một số bạn làm bất chấp kiếm tiền, thấy kiếm tiền trên YouTube và hoặc là bán áo thun, hoặc là kiếm tiền online, hoặc là eBay dropshipping, hoặc là FBA Amazon, thấy là một cái tài khoản đó kiếm được quá nhiều tiền, các bạn muốn nhân rộng lên cái số lượng tài khoản, thì các bạn sẽ bằng cách là cài đặt các cái trình duyệt khác nhau trên một máy tính hoặc là sử dụng nhiều máy tính khác nhau. Và khi vậy thì chúng ta phải thuê các VPS, tức là các IP khác nhau, để những cái nền tảng e-commerce đó có thể là họ sẽ nghĩ là chúng ta đang ở các quốc gia như là Singapore, là Nhật, là Đức, Pháp, Ý, thì cũng có thể là các bạn đang ở Việt Nam hoặc là đang ở Mỹ, thì các bạn đi du lịch, bạn muốn quản lý cái việc kinh doanh của các bạn, thì các bạn cố định một cái IP. Ví dụ ngay cả tôi đang ở Mỹ thì tôi có thể là thuê một cái VPS của một quốc gia như là Singapore, và khi mỗi khi tôi mở máy tính kết nối với Voucher và tôi quản lý tài khoản trên cái IP của Singapore đó, và khi tôi về Việt Nam hoặc là đi qua Ý, Canada thì tôi cũng mở cái tài khoản eBay, Amazon, Shopify và Custom Card trên cái IP của Singapore, nó nhất quán là một nhé các bạn. Đó, vậy trước tiên bạn nhìn trên màn hình, trước tiên chúng ta làm thật tốt với một tài khoản eBay, Amazon, Shopify và Custom Card, chúng ta bán ra lợi nhuận. Ví dụ như một cụm bộ tứ các cái tài khoản eBay, Amazon, Shopify và Custom Card, một ngày nếu các bạn làm thật tốt và sau một khoảng thời gian, một ngày các bạn bán được 10 áo, một tháng bán được 300 áo, cái thu nhập nó ổn định. Sau đó các bạn muốn nhân rộng lên thì các bạn mở nhiều tài khoản, nhiều cái cụm tài khoản eBay, Amazon, Shopify và Custom Card trên một máy tính với các trình duyệt khác nhau. Và lúc bây giờ cũng thể là các bạn sử dụng các cái máy tính khác nhau và các bạn phải thuê IP trên Voucher.com. Và cái vấn đề kế tiếp là các bạn phải cộng tác hoặc các bạn thuê những cái người, những cái đội nhóm làm cùng các bạn. Thì vấn đề mà cộng tác hoặc là thuê thì nó lại liên quan tới cái vấn đề là quản lý đội nhóm, kết nối. Nó đòi hỏi đây là cái kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, kỹ năng lãnh đạo thì các bạn phải có. Và trên một máy tính thì các bạn có thể cài đặt nhiều trình duyệt khác nhau như là Google, Cocos, Opera, Explorer. Và trong một trình duyệt, trong từng cái trình duyệt Google, Cocos, Opera và Explorer thì các bạn quản lý một bộ, một cụm các tài khoản là eBay, Amazon, Shopify, Custom Card hoặc là trên nhiều máy tính nha các bạn. Và đồng thời các bạn thuê VPS và IP khác nhau. Các bạn cộng tác và thuê một team, và mỗi bạn trong cái team đó thì phụ trách một cái bộ phận chuyên môn hóa rồi các bạn. Ví dụ như bạn chuyên design mẫu áo thì một ngày có thể design ra, ví dụ như có thể design ra 10, 20, 50, thậm chí là 100 mẫu áo nếu các bạn biết cách, các bạn sử dụng tool, công cụ. Và cái bạn thứ hai thì chuyên môn list áo và upload áo trên Custom Card và đồng bộ qua Shopify, và từ Shopify xuất qua các nền tảng e-commerce như là eBay, Amazon, Wandilo, Facebook, Instagram. Còn bạn Customer Service thì nên là bạn có khả năng tiếng Anh tốt nhất để trả lời các thắc mắc của khách hàng, vấn đề mà thắc mắc của khách hàng hỏi. Và một trong những cái bạn mà quan trọng nhất ở đây đó là các bạn tìm kiếm mẫu áo bán chạy, và cái thuật ngữ trong kinh doanh áo thun gọi là spy, tức là gián điệp. Các bạn đi thăm dò xem cái mẫu áo nào bán chạy, và các bạn không phải bắt chước 100%, các bạn phải làm khác đi ít nhất là 30%. Và trong cái mẫu áo mà các bạn tạo ra thì phải có cái gì đó riêng, cái cá tính riêng của các bạn, chứ các bạn không thể copy 100%, vì sớm hay muộn những cái mẫu áo
mà bán chạy đó thì người ta sẽ đụng tới các bạn, và Amazon hoặc là eBay sẽ message và hỏi các bạn cái bản gốc của cái mẫu design đó, đưa cho họ xem. Và vẻ đẹp của hình thức kinh doanh POD, tức là print on demand, tức là chỉ khi in out, chỉ khi on demand, có cái order, có cái nhu cầu khách hàng order thì mình mới in out, chứ mình không mua một loạt 10 cái, 100, 1000 cái mình bỏ trong kho theo cái dạng vật lý các bạn. Các bạn list lên cái mẫu design dưới dạng digital, và khi khách hàng order thì các bạn mới in cái mẫu A đó, chuyển qua từ cái order trên eBay và Amazon, các bạn sẽ chuyển qua Shopify, và Shopify sẽ chuyển qua Custom Card, và Custom Card sẽ chặt tiền trong tài khoản các bạn tùy theo cái thời điểm mẫu áo đó, ví dụ như là $7.99, $8.99, hoặc là cái hoodie thì có thể lên tới $19.99, và sau đó là cộng với cái tiền shipping tùy theo cái thời điểm, thì bằng cái vận chuyển UPS ngay trong nước Mỹ, tức là in theo chất lượng của Custom Card, in nằm trong nước Mỹ và vận chuyển trong 48 tiểu bang Hoa Kỳ theo cái phương thức vận chuyển UPS của Mỹ theo cái chuẩn thời gian từ 2 đến 5 ngày là áo sẽ tới nhà khách hàng. Và POD là khi mà on demand, khi mà khách hàng order thì các bạn mới ra lệnh cho nhà in. Và bạn nhân bản tài khoản eBay, Amazon, Shopify, Custom Card, Tishbin, Quang, Nitro để nhân lên cái lợi nhuận của các bạn. Và vấn đề cộng tác và thuê, tức là freelancer, tức là những người làm cái nghề mà hành nghề tự do, có một số kỹ năng nhất định, ví dụ như design áo thun hoặc là viết bài, hay trong cái thuật ngữ kinh doanh áo thun nó gọi là VA, tức là virtual assistant, tức là người trợ giúp mình online, trên online chứ không phải là trực tiếp. Có thể mình ở đây mình có thể thuê những cái bạn sinh viên ở bên Philippines, những bạn sinh viên học ngành y tá, điều dưỡng, thường tiếng Anh họ rất tốt, mình có thể thuê họ list áo hoặc customer service cho họ, cho mình, và mình trả tiền cho họ, mình cung cấp cái password và tài khoản, nhưng cái verify ngược lại cái tài khoản thì cái số mobile phone mình vẫn nắm trong tay. Nếu mình có vấn đề trục trặc mình sẽ thay đổi ngay cái password để bảo mật, nếu các bạn mà mình thuê mình cảm thấy không có đáng tin cậy. Và hướng tới mục đích là tối ưu hóa và không giới hạn lợi nhuận, nhưng bạn cũng nên biết đủ là giàu và nên cân bằng cuộc sống ngoài việc kiếm tiền, thì những vấn đề khác như là sức khỏe, giải trí, dinh dưỡng, thể dục, thể thao, đặc biệt là các mối quan hệ của bạn với các thành viên trong gia đình và những người thân cũng như là bạn bè, bạn nên cân đối. Một khi bạn đã kiếm tiền đủ thì coi như là giàu rồi, thì bạn nên cân bằng, bởi vì một ngày chúng ta chỉ ăn 3 bữa và ngủ trên một cái giường, đi trên một cái xe, chứ nhiều tiền để làm gì, đúng các bạn? Và các bạn đi du lịch, giải trí hoặc là làm từ thiện nhé các bạn. Chúc các bạn thành công không những là trên báo áo thun Pro, trên các nền tảng e-commerce như là eBay, Amazon, Shopify, Custom Card, Onilo, Sunfrog, Cafe Press, mà còn thành công trong các lĩnh vực khác, cân bằng cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Xin mến chào các bạn.